Thời gian qua, nhiều video clip của ông Nguyễn Minh Phúc mặc áo tu sĩ Phật giáo có phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam, xúc phạm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin của các phát ngôn của ông Nguyễn Minh Phúc. Ngày 2 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi triệu tập cuộc họp xử lý vụ việc. Phiên họp có đại diện các cơ quan ban ngành liên quan. Kết quả phiên họp xác định địa chỉ nhà số 174 trên 13A ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung là địa chỉ để ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo. Địa chỉ này trước đây từng có đăng ký thành lập 6 doanh nghiệp do ông Nguyễn Minh Phúc làm người đại diện pháp luật nhưng không hoạt động. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định thu hồi tất cả giấy phép thành lập doanh nghiệp tại địa chỉ này. Các loại giấy tờ chứng minh là tu sĩ, các quyết định bổ nhiệm do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cho ông Nguyễn Minh Phúc đều do ông Phúc tự làm giả. Các phát ngôn của ông Nguyễn Minh Phúc trên mạng xã hội là trái với truyền thống Phật giáo. Giao cho Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Trung chủ trì phiên họp mời ông Phúc ra làm việc trước cơ quan chức năng. Tiếp đó, ngày 22 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Trung chủ trì phiên họp xử lý ông Nguyễn Minh Phúc có sự tham dự của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương Việt Nam huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa Thông tin, Đội An ninh Công an huyện, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi. Kết quả phiên họp xác định, ông Nguyễn Minh Phúc là người giả danh tu sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sử dụng các loại giấy tờ quyết định giả mạo. Nhà số 174 trên 13A ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, là nhà để ở, không phải là cơ sở thờ tự tôn giáo. Phát ngôn của ông Nguyễn Minh Phúc đăng tải trên YouTube là trái với truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xúc phạm đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất nghiêm trọng. Cuộc họp thống nhất các phương án xử lý trong thời hạn 2 ngày từ ngày 23 tháng 2 năm 2021, ông Nguyễn Minh Phúc tự tháo dỡ các bảng hiệu treo tại số nhà 174 trên 13A ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, tự xưng là chùa Hoàng Pháp Trung ương. Trong 10 ngày kể từ 23 tháng 2 năm 2021, ông Phúc phải tự di rời tất cả các tượng Phật trưng bày tại địa chỉ nhà ông. Nghiêm cấm triệt để các kênh YouTube đến nhà ông Phúc ghi hình, đăng thông tin, hoạt động hoặc những phát ngôn của ông Phúc. Ông Phúc phải chấm dứt ngay những phát ngôn trái đạo đức xã hội, trái với truyền thống giáo hội Phật giáo Việt Nam, chấp hành các quy định của pháp luật nhà nước, tôn trọng đúng truyền thống Phật giáo, quá thời hạn tự tháo dỡ bảng hiệu chùa hằng Pháp Trung ương và di rời các tượng Phật, nếu ông Phúc không tự chấp hành sẽ có biện pháp xử lý tiếp theo. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi có văn bản báo cáo kết quả xử lý ông Nguyễn Minh Phúc giả danh tu sĩ Phật giáo về Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có công văn yêu cầu phòng PC05, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố xử lý các kênh YouTube đã đăng tải các video clip phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo, xuyên tạc Phật giáo của ông Phúc, tất cả các video clip này phải tháo gỡ khỏi các trang YouTube. Trên đây là nội dung làm việc xử lý vụ việc của ông Nguyễn Minh Phúc giả danh tu sĩ Phật giáo làm ảnh hưởng đến giáo hội trong thời gian vừa qua. Thầy chùa ăn thịt chó Nguyễn Minh Phúc và sự thật về quá khứ liên quan đến việc mạng xã hội YouTube tràn lan những video thầy chùa ăn thịt chó gây xôn xao dư luận thời gian gần đây. Theo một nguồn thông tin, nhiều cơ quan chức năng huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp vào cuộc điều tra xử lý về những cá nhân có liên quan đến những video này. Thượng tọa Thích An thường, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi vừa cho biết, đã có báo cáo gửi ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh về kết quả xác minh, người đàn ông tự nhận là đại đức Thích Tâm Phúc và xưng là trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung ương, được đăng tải nhiều trên các mạng xã hội Facebook, YouTube theo báo cáo thời gian qua dư luận xôn xao vì trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những đoạn clip về một nhà sư tự nhận là đại đức thích tâm phúc người này thường nói năng tục tiễu phát ngôn nhà sư nhận tất cả các loại thịt động vật trái với truyền thống của giáo hội phật giáo việt nam khiến phật tử bức xúc phẫn nộ theo xác minh người đàn ông trong video là nguyễn minh phúc ở ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh hay mặc áo tu sĩ Phật giáo ăn các loại thịt, trong đó có thịt chó. Thậm chí ở một video ông Phúc vừa bê bát gắp miếng thịt vừa nói: "Thầy chùa ăn thịt chó cực kỳ ngon, quá xá là ngon." Ở một khung cảnh khác, ông Phúc nói: "Vẫn ăn thịt cá bình thường, chỉ rằng mùng 1 các thầy ăn cùng Phật tử là ăn chay. Riêng một số chùa ban ngày đãi Phật tử cũng đãi đồ chay, nhưng các thầy cũng có ăn mặn bình thường." nghiêm trọng hơn nữa ông phúc còn được ghi lại cảnh đánh nhau phát ngôn rằng người tu cũng được ăn thịt chó để đạt được nhiều lượt xem và like trên youtube nhằm mục đích kiếm tiền ông phúc còn xưng thầy ở trong đoạn video rất đông các youtuber đã liên tục đăng tải hàng trăm đoạn clip ghi hình ông nguyễn minh phúc cùng những phát ngôn việc làm phản cảm của người này chỉ trong một thời gian ngắn đã có hơn 500 video đăng tải xoay quanh câu chuyện này, liên quan đến việc phát tán các clip có nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi cũng đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Sở Thông tin Truyền thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xác minh, xử lý những kênh YouTube đăng tải các clip phát ngôn của ông Nguyễn Minh Phúc trái với truyền thống và xuyên tạc Phật giáo theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cũng kiến nghị Sở Thông tin Truyền thông Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý các kênh YouTube đã đăng tải các video clip phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo xuyên tạc Phật giáo của ông Nguyễn Minh Phúc. Sau 3 4 năm chú Phúc trở về nhà, nhà chùa cũng không biết chú Phúc làm gì. Một thời gian sau chú Phúc có nói là thăm một số chùa ở nhiều nơi, sau đó chú Phúc tự cạo đầu, tự mặc pháp phục của người xuất gia và tự đặt tên là Thích Tâm Phúc. Đồng thời chú Phúc còn tự nhận là trụ trì chùa Hoàng Pháp, tự in danh thiếp cho mình. Khi biết được sự việc chùa Hoàng Pháp đã lên tiếng, người này bày tỏ sự sám hối, đồng thời hứa sẽ không tái phạm. Thượng tọa thích chân tính nói, ông Phúc rời chùa đi hết chỗ này tới chỗ kia, sau đó trở về nhà, dựng nên ngôi chùa ngộ chân tử, chính là căn nhà mà người mẹ của ông Phúc đang ở. Thượng tọa thích chân tính có liên lạc với chú Phúc, nói không được lấy tên hòa thượng ngộ chân tử để đặt cho chùa của mình. Phúc sau đó đổi tên chùa của Phúc là ngộ chân tự, chỉ khác một từ. Trưởng phòng Văn hóa huyện Củ Chi cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã chỉ đạo đơn vị xuống nhà ông Phúc, yêu cầu tháo dỡ các bảng hiệu treo tại nhà ghi là chùa Hoàng Pháp Trung ương và tượng Phật. Khi cơ quan chức năng xuống xử lý, người này cũng chấp hành tháo dỡ. Khi hỏi về giấy tờ thì ông Phúc cho biết đang trong thời gian chờ làm giấy tờ, do người này không có giấy phép hoạt động nên cơ quan chức năng không cho phép hoạt động ở địa phương ủy ban nhân dân huyện củ chi cũng đã triệu tập nhiều cuộc họp với sự tham dự của đại diện các cơ quan chức năng ủy ban mặt trận tổ quốc huyện công an huyện phòng tài chính kế hoạch phòng tư pháp phòng lao động thương binh xã hội phòng văn hóa và thông tin tri cục thuế và ủy ban nhân dân xã tân phú trung cùng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam huyện củ chi để xử lý ngoài ra văn phòng trung ương giáo hội phật giáo việt nam cũng đã xác nhận các giấy tờ tu học của nguyễn minh phúc là giả mạo các huân chương huy chương bằng khen của trung ương qua tra xét danh sách khen thưởng lưu trữ tại ban thi đua khen thưởng không có tên ông nguyễn minh phúc và cơ quan chức năng khẳng định do ông phúc tự làm giả khi cơ quan chức năng xuống xử lý người này cũng chấp hành tháo rỡ khi hỏi về giấy tờ thì ông phúc cho biết đang trong thời gian chờ làm giấy tờ do người này không có giấy phép hoạt động nên cơ quan chức năng không cho phép hoạt động ở địa phương ủy ban nhân dân huyện củ chi cũng đã triệu tập nhiều cuộc họp với sự tham dự của đại diện các cơ quan chức năng ủy ban mặt trận tổ quốc huyện công an huyện phòng tài chính kế hoạch phòng tư pháp phòng lao động thương binh và xã hội phòng văn hóa và thông tin tri cục thuế và ủy ban nhân dân xã tân phú trung cùng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam huyện củ chi để xử lý ngoài ra văn phòng trung ương giáo hội phật giáo việt nam cũng đã xác nhận các giấy tờ tu học của nguyễn ninh phúc đều là giả mạo do người này tự làm các huân chương huy chương bằng khen của trung ương qua tra xét danh sách khen thưởng lưu trữ tại ban thi đua khen thưởng, không có tên ông Nguyễn Minh Phúc và cơ quan chức năng khẳng định do ông Phúc tự làm giả. Những lần Thích Tâm Phúc bị xử lý trong 13 năm giả mạo nhà sư. Thích Tâm Phúc là tên gọi tự xưng của ông Nguyễn Minh Phúc từ khi tự treo bảng tên chùa tại nhà riêng năm 2010. Từ đó đến nay, người này nhiều lần bị chính quyền nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý. Lần thứ nhất, tháng 3 năm 2010, Nguyễn Minh Phúc tự treo bảng chùa Ngộ Chân Tử tại nhà, tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc. Tháng 1 năm 2015, tổ chức ca hát tụ tập đông người phát quà khi chưa được địa phương cho phép, chính quyền xã yêu cầu ngừng thực hiện. Từ 2015 đến nay, lập 6 công ty vận động quyên góp gây quỹ sai mục đích, 6 công ty đã bị khóa mã số thuế. Tháng 2 năm 2016, chính quyền địa phương đề nghị ông Phúc thu hồi các thư mời không tổ chức khai trương công ty. Năm 2019, cơ quan chức năng xác định các hình thức khen thưởng cấp nhà nước ông Phúc khoe không có trong hồ sơ lưu trữ. Tháng 2 năm 2021, huyện Củ Chi chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm ông Nguyễn Minh Phúc. Tháng 1 năm 2022, bị xử phạt 2,5 triệu về hành vi khiêu khích trêu ghẹo, xúc phạm lăng mạ bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác. Tháng 3 năm 2023, cơ quan chức năng yêu cầu ông Phúc cam kết không phát ngôn sai sự thật, không chia sẻ thông tin trái quy định, trái thuần phong mỹ tục. Tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh nhân thân, xử lý hành vi vi phạm nếu có với Nguyễn